Hôm nay là cái ngày gọi là gì ta, Khuỷu nhãn thiên, mình cũng biết tiếng Việt là gì nhưng mà kiểu nó rất là ẩm luôn, mọi người thấy nó giống như là nó có sương ở ngoài á. Nếu mà tối hôm qua đi ngủ mà không đóng cửa là bây giờ cái sàn nhà của mình là nó có một lớp nước luôn rồi mọi người, nó rất là ẩm luôn. Thì ở Thâm Quyến nó sẽ có những cái ngày như vậy một năm tầm mấy lần á, mình không nhớ là tháng mấy nữa. Do mình hay edit video bằng máy vi tính á, mà mình ngồi nó hay bị mỏi cổ cho nên mình mua cái này, cái giá đỡ máy thấy khá ok mọi người. Nó có rất là nhiều nấc ở phía sau chỉnh cao thấp. Xong đợi mẹ đi. Cái này mình rất là thích bởi vì nó có thể gấp ra gấp vô và mình bỏ vô cặp của mình đem theo á mọi người, nó rất là tiện luôn. Tháo ra tháo vô rồi chỉnh nấc. Đây là cái bàn phím, gọi là bàn phím không dây á, bàn phím xài à, Bluetooth à. Nhưng mà cái mẫu này nó cũ lắm rồi mọi người ơi, ra tới mấy năm rồi, giờ người ta đã không có xài cái này nữa thì mình mua cái này, bởi vì giá của nó cũng khá là mềm á mọi người, mà cái màu của nó cũng khá là đẹp ha. Mình có lần có phá của mẹ nha. Nguyên cái này hình như là nguyên một bộ luôn là 200 mấy chục tệ, thì cũng tầm 700-800 nghìn Việt Nam hả ta. Nhưng mà được cái là nó phục vụ cho công việc của mình nên mình thấy cũng ok, không có phí phạm. Ba mẹ đây. Giỏi. Giỏi. Chữ gì đó? Giỏi. 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 Gì đây? Phải Âu không? Pi. Mình rất là thích mua hàng online ở Trung Quốc các mọi người, bởi vì họ ship hàng không những nhanh mà nói chung là trước giờ mình chưa bao giờ bị thất lạc hàng hết trơn hết đó. Ví dụ mình mua một sản phẩm về mình không thích thì mình chỉ cần thao tác trên điện thoại mình trả hàng thôi, cũng sẽ có người đến tận nơi lấy hàng giao đi, cho nên thấy rất là tiện luôn. Later. Bây giờ thì mình đưa bây giờ thì mình chuẩn bị đi làm cái xét nghiệm Covid để chiều nay á. Mình cho cà phê qua nhà cô của cà phê chơi. Tại vì nếu mà không có thì mình sợ không có vào chung cư được á mọi người. Cái khu này là nó là thuộc về cái quận Long Cương, tiếng Trung là Lũng Cận á mọi người, thì là một trong 10 cái quận lớn của thành phố Thâm Quyến. Ngày xưa mình cũng sống ở gần đây nè, là mình sống ở quận Long Hoa, là lúc đó là người chưa có nhiều đâu, là một cái quận mới thôi cho nên là giá nhà nó tương đối rẻ. Nhưng mà chưa đầy một năm sau thì người ở rất là đông và nó phát triển rất là cũng khá là mạnh á, cho nên là giá nhà nó cũng tăng theo và bọn mình buộc phải dọn đi nơi khác. Trước đây khi mà mới sang Thâm Quyến á, thì mình và ông xã có thuê nhà ngay cái chỗ của chị ở luôn á, chỉ khác tầng thôi. Thì sau này giá nhà tăng á, thì bọn mình đã dọn đi, hình như cũng 3-4 lần rồi đó mọi người. Và chị sau này chị mua nhà chị cũng dọn đến chỗ này. Chỗ này 5 năm trước khi mà mua thì giá nhà chỉ có 150 triệu một mét vuông, nhưng mà nó bàn giao cũng được 3 năm rồi và giá nhà hiện tại bây giờ là 270 triệu, là gần gấp đôi luôn mọi người. Giá nhà ở Thâm Quyến thì vô cùng đắt đỏ. Cho nên mình nghĩ là sau này ví dụ như có một ít tiền á thì mình sẽ về Việt Nam mua nhà rồi đầu tư cho thuê lại cũng được. Chứ nếu mà mua nhà ở đây mọi người thì mình phải vay ngân hàng mà mình nghĩ là phải trả cả đời còn không hết nữa. Ơi, múa nữa chứ. Ghê quá à. Ừ, nghe tiếng được. Tự mình
Lần nào sang chơi á, chị cũng lên mạng học một cái loại bánh nào đó để làm cho mọi người ăn. Nhưng mà mình cũng thích lắm, mọi người cũng thích làm bánh lắm. Mình có mua lò nướng 2 lần rồi, nhưng mà lần nào mua về mình cũng trả lại hàng hết, tại vì nhà bếp quá nhỏ, không có chỗ nào để hết. Hôm nay trời có vẻ hơi lạnh á. Cũng may là mình có đem áo cho anh bé. Còn một cái điểm nữa mà mình cực kỳ thích khi ở đây, tức là cái an ninh của họ rất là an toàn mọi người. Camera ở khắp mọi nơi nè, với lại cái ý thức của họ mình đánh giá là cũng tương đối cao á. Cho nên là mình ở đây cũng được hơn 9 năm, nhưng mà mình chưa bao giờ thấy một cái trường hợp là cướp giật ở ngoài đường. Cho nên mọi người ra đường á, cầm điện thoại nè, hoặc là cầm túi xách này nọ, rất là bình thường luôn mọi người. Mà ban đêm á, đi dạo á, nói chung cũng không có phải sợ, không có phải lo gì hết á. Quán này á, là quán của người Hồ Nam. Mà người Hồ Nam á, thì nổi tiếng là ăn cay ở bên Trung Quốc. Cái vị cay của nó khác với cái vị cay tê tê của thành phố Thứ Xuyên hay là Trùng Khánh đó mọi người. Nhưng mà nói thật á, là mình ăn á, mình không có cảm thấy cay. Chắc là do mình được bố mẹ mình đào tạo ăn cay từ hồi nhỏ, nên là mọi người thấy cay nhưng mà mình thấy rất là bình thường luôn. Chị bảo mình chọn món, nhưng mà nói thật là mình bị cái hội chứng là khó khăn trong cái việc chọn lựa, cho nên là cũng không biết chọn cái gì nữa. Các quán ăn ấy thì thường là họ sẽ tính luôn cái tiền trà trên mỗi đầu người, có quán thì không. Và hôm nay thì là mình chọn cái combo trà hoa cúc, kỷ tử với táo tàu. Cái bộ ba này thì nó khá hợp với nhau mọi người, nó cũng khá tốt cho sức khỏe nha. Còn đây là cái dạng mà đầu đũa dùng một lần, nó gắn vào cái thân đũa mình dùng xong rồi mình vứt đi thôi. Cũng hơi phí nhưng mà mình cảm thấy là nó cũng khá hợp vệ sinh á. Lần nào ăn cơm á, thì cậu cũng rủ mình uống bia. Bởi vì chồng mình lái xe thì không có uống được, mà uống một mình á, thì cậu buồn. Hồi trẻ thì tửu lượng của mình nó cũng khá lắm á nha mọi người. Còn bây giờ mình bỏ lâu rồi, cho nên là mình chỉ có thể uống được vài lon thôi. Do ông xã của mình, ổng rất là thích ăn những cái món ăn của người Hồ Nam, là quê của ổng á, cho nên là mình cũng hay lên mạng mình học nè, rồi mình học từ những người khác á. Bây giờ thì mình cũng biết kha khá rồi, nói chung là cách nấu của họ cũng khá đơn giản. Chỉ có điều một cái đặc biệt là món nào cũng có ớt thôi. Cái cửa hàng xinh xinh này nó nằm ngay phía dưới cái quán ăn của mình á, cho nên là mình ghé vô xem một chút xíu coi có cái gì dễ thương để mà mua không. Thường thì mình rất là ít mua, đa số là chỉ ngắm thôi. Mà những cái cửa hàng nhỏ nhỏ như vậy nè ở Trung Quốc rất là nhiều luôn, và giá của nó thì không hề mắc. Thường trước đây khi mà chưa có em bé là nếu thấy cái gì xinh xinh là mình sẽ mua á mọi người, nhưng mà sau khi mà có em bé rồi á thì cái gì cũng phải tiết kiệm hết trơn à. Nhiều khi mình thấy cái này xinh nhưng mà mình sẽ về nhà mình lên mạng coi thì nó có rẻ hơn được chút xíu không thì mình sẽ mua online. Cái quạt này nó xinh xỉu luôn mọi người ơi. Chắc là mình sẽ mua một cái đó, tại vì sắp mùa hè rồi. Chắc là mình sẽ mua cho Kiwi cháu của mình một cái luôn, bởi vì Kiwi là fan trung thành của mình đó. Bé rất là dễ thương, mỗi lần mà dì ra video là bé sẽ coi đầu tiên.
Chả đầu đi, ăn chả đầu. Ôi dồi ôi, chả đầu cho mẹ đi. Cà phê cà phê hay được cho đồ mặc cho nên là mẹ của cà phê cũng đỡ mua đồ. Tức là anh chị mà lớn rồi mà không mặc được nữa thì cà phê sẽ mặc. Cũng khuya cho nên là mình về nhà cho chú với thím nghỉ ngơi rồi cà phê cũng ngủ. Ba cà phê mai đi làm sớm nên mọi người mình nghĩ là video lần này nó cũng hơi dài đó. Cho nên là hẹn gặp mọi người ở video lần sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Khuya rồi nhưng mà hơi là còn chỗ. Chứ thường mà về giờ này là hết chỗ gửi xe luôn á. Mọi người phải gửi ra phía ngoài. Bây giờ mình đang chuẩn bị đi học đàn. Mình học online. Mình tìm được một thầy dạy online á. Bạn này hình như cũng là sinh viên nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh hay sao á mọi người. Thì tại vì là sinh nhật năm ngoái của ông xã mình là mình mua cho ông cây đàn nhằm mục đích là cho ông học, nhưng mà ông bận quá ông không có học. Thì sắp tới là sinh nhật của mình này rồi, xong mà là tới sinh nhật của ông xã rồi, thì mình mục tiêu của mình là mình muốn tự đàn được cái bài hát chúc mừng sinh nhật á để tặng cho ông. Thì không biết cái đàn được không, không biết cầm luôn. Vậy nha mọi người, hy vọng mọi người hãy cầu nguyện cho mình đàn được bài nha mọi người.